Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Tư 27 tháng Giêng 2021. Bản tin Hoa Thình Đốn hôm nay gồm đoạn cuối của phần 4 và đoạn 1 của phần 5, phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi đoạn 10 cũng là đoạn cuối của phần 4, phim tài liệu qua đề tài năm 1968, Mậu Thân, Bầu Cử và những ảnh hưởng đưa đến Paris với cựu đại sứ Bùi Diễm. Đó là đối với những cái chính giới giữa cái chính giới Hoa Kỳ và chính giới Việt Nam Cộng Hòa với nhau. Thế còn giữa phương diện quốc gia, thưa ông, thì ông có thấy có cái sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai cái đồng minh này, hai cái quốc gia này hay không? Tôi phải nói một cách thành thực rằng thì là như tôi đã nhớ nhiều lần là người Việt Nam không hiểu rõ Hoa Kỳ, thành ra là cái nhận định về chính sách Hoa Kỳ rất đơn sơ và có lẽ có thể nói là nhiều khi ngây thơ nữa. Tôi có đã lần trình bày là bảo rằng thì người Việt Nam nhìn vào người Hoa Kỳ, cái sự tham chiến của người Hoa Kỳ và Việt Nam, người ta nhớ lại những cái câu mà gọi là tuyên bố của ông Tổng thống Kennedy chẳng hạn, chúng tôi sẽ nghĩa là có cái bản mà gọi là cái bài thì gọi là cái lúc mà ông ấy nhậm chức, ông John F. Kennedy đẹp lắm, tôi cũng là cái người mà tôi đọc cái bản gọi là tuyên bố của ông ấy khi mà ông ấy nhậm chức ấy. Mình tin tưởng vào cái chính phủ Hoa Kỳ ghê lắm. Thế nhưng mà cái vấn đề là vấn đề mình nhìn nhận thấy qua những cái quá trình của chính quyền Hoa Kỳ thì mình cũng thấy một vài cái điểm lớn, như là tôi đã có lần nói rồi, là mình thấy Hoa Kỳ sau cái chiến đại chiến thứ hai đó thì người Hoa Kỳ qua cái chương trình Marshall đã giúp Âu Châu nhiều lắm. Thế thì không những là qua cái chương trình Marshall giúp Âu Châu nhiều, còn giúp Hy Lạp để mà chống đỡ lại với lại cái gọi là cái sự lan tràn của chủ thuyết cộng sản qua cái miền gọi là miền Đông Âu. Rồi người ta lại thấy rằng thì là với tư cách là nghĩa là đứng đầu cái thế giới tự do can thiệp vào vấn đề ở Triều Tiên để mà gọi là chống với cái sự xâm lăng của Bắc Triều Tiên. Thành thử ra những cái điểm son đó của chính sách Hoa Kỳ cũng một phần nào đi vào cái gọi là cái đầu óc của người dân thường ở Việt Nam, vào cái tiềm thức của người Việt Nam. Mà nếu người Việt Nam có tin tưởng vào người Hoa Kỳ đó thì cũng là một cái gọi là một cái điều không đáng, không lấy gì làm lạ cả. Mãi về sau nữa, dần dần khi người Việt Nam tiếp xúc được nhiều với Hoa Kỳ, và đặc biệt sau khi mà Việt Nam thất miền Nam, Việt Nam thất trận, thì Việt Nam mới hiểu một cách có lẽ là rõ ràng hơn cái gọi là cái chính sách của Hoa Kỳ. Còn nếu mà ngược lại nói về cái thái độ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam thì cái thái độ đó cũng là nghĩa là rất là có thể nói rằng thì là quá ư sơ sài. Tôi còn nhớ có một người bạn của tôi cũng là một người gọi là ông là thứ trưởng ngoại giao, ông William P. Bundy đó. Ông William Bundy là một người có vai trò lớn trong cái vấn đề trong chính sách Việt Nam. Trong một cái bản phúc trình mà về sau chưa được công bố, nhưng mà lúc bây giờ ông ấy đã cho tôi xem rồi. Ông ấy nói rằng thì là khi mà có ông Kỳ được làm thủ tướng, tức là chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương dưới cái thời mà Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia đó, thì cái phản ứng của ông Bundy lúc bây giờ
gần như là giơ tay lên rồi bảo rằng thì là thế này thì có lẽ mình phải nghĩ tới cái chuyện không tham chiến vào Việt Nam nữa. Thì đấy, ví dụ nó những cái như thế, người ta ít tin tưởng lắm, người ta theo dõi những cái chính trị nội bộ của Việt Nam rồi người ta như về sau, như là hôm qua tôi có nói chuyện thì là ông Clark Clifford nói về chúng tôi chán nghĩ về cái những chuyện mà giữa ông Kỳ với ông Thiệu chẳng hạn đấy. Thì cái nhìn của người Hoa Kỳ vào cái chính trị nội bộ ở Việt Nam cũng khá phức tạp, chứ không phải là hoàn toàn tin tưởng như là mình nghĩ là đáng lẽ phải có. Khá phức tạp là theo cái nghĩa sơ sài đó, thưa ông. Vâng, khá phức tạp là theo cái nghĩa sơ sài đó. Nghĩa là nhiều lúc thì nói thì rất nhiều, nhưng mà tỷ dụ như đến cái lúc về sau mà gần đến cái gọi là cái những cái năm về sau khi mà điều đình để đi tới cái hiệp định Ba Lê chẳng hạn, thì cái quan niệm của ông Kissinger là ông chỉ muốn cho Việt Nam có một cái tình trạng nội bộ mà có thể nói rằng thì là tạm yên, hay là dùng cái chữ của tiếng Anh là stability, để cho ông ấy có thể ông ấy múa ở trên trường chính trường quốc tế bằng ngoại giao với Bắc Việt. Chứ ông ấy thấy nếu mà thấy ở Việt Nam mà có cái chuyện gì mà nghĩa là loạn lên thì ông ấy khó đối phó với lại cái phía Bắc Việt. Thành cái quan niệm của ông ấy đối với chính trị Việt Nam là chỉ muốn cho Việt Nam mà nghĩa là yên ổn. Dầu rằng cái sự yên ổn đó không phải là một cái sự yên ổn tôn trọng cái gọi là cái tinh thần dân chủ. Nói là Hoa Kỳ bao giờ cũng phải đi theo tự do và dân chủ. Nhưng mà nếu mà không may ông Thiệu hay ông Kỳ hay ông nào đó có những cái biện pháp nào mà cũng không được coi là có tính cách dân chủ lắm, thì người ta cũng tạm quên những cái chỗ đó để người ta nghĩ tới cái gọi là cái tình trạng ổn định của cái nước mà họ đến họ giúp đỡ. Cái đó là một cái điểm quan trọng của người Hoa Kỳ. Người ta muốn cái nước người ta đến giúp đỡ phải được ổn định, mặc dầu ổn định dưới hình thức nào chăng nữa. Đối với Ai Cập chẳng hạn gần đây, thì sau khi mà ông Mubarak đã bị đánh đổ thì có ông Morsi lên làm cầm quyền. Rồi ông Morsi lên cầm quyền lại bị giới quân nhân lật đổ. Và người ta cũng nói rằng thì là thế thì Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ, dân chủ tự do, thì tại sao lại ủng hộ một cái chế độ như bây giờ do cái quân nhân mà dưới quyền của một ông tướng ở Ai Cập. Thành thử ra người ta kết luận này, người ta bảo người Hoa Kỳ chỉ muốn ở nơi nào khi người Hoa Kỳ đến có cái sự ổn định. Còn cái vấn đề mà ổn định trong tự do dân chủ hay ổn định trong áp đảo hay không thì lại là một vấn đề khác.